Có đến 44% người trẻ tại Hoa Kỳ thích sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa so với 42% chọn chế độ tư bản. 7% số người được hỏi mong muốn được sống dưới chế độ cộng sản. Tuy nhiên, cứ 7 trên 10 người được hỏi lại có hiểu biết sai lạc về chủ nghĩa cộng sản và hơn một nửa trong số đó không phân biệt được giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả của khảo sát được thực hiện đầu năm 2017 bởi quỹ tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Thông tin này được đưa ra tại hội thảo Sự nguy hiểm khi lãng quên chủ nghĩa cộng sản là thứ phản tiến bộ được tổ chức hôm 23 tháng 2 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Khắp nơi trên cả nước, nhiều sinh viên cho rằng nếu chỉ đọc tuyên ngôn của chủ nghĩa cộng sản thì thấy chủ nghĩa này cũng được đấy. Nhưng khi tôi hỏi họ đã đọc bản tuyên ngôn này chưa thì họ trả lời là chưa. Buổi hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia về chủ nghĩa cộng sản cũng như những người có thân nhân là nạn nhân dưới chế độ cộng sản đã nêu lên một vấn đề đáng báo động trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay khi mà chủ nghĩa cộng sản được giới học thuật văn hóa đại chúng và cả các nhà làm phim Hollywood lãng mạn hóa. Ông Marion Smith, giám đốc điều hành quỹ tưởng niệm nạn nhân cộng sản cho rằng, ở nước Mỹ tồn tại một tiêu chuẩn kép, một mặt lên án kịch liệt chủ nghĩa phát xít, nhưng mặt khác lại thiên vị chủ nghĩa cộng sản. Dù nạn nhân bị chết bởi cộng sản nhiều hơn nạn nhân chết bởi phát xít. Các chuyên gia tại buổi hội thảo cho rằng, điều này cộng với việc thiếu trang bị kiến thức cho bản thân đã dẫn đến những ngộ nhận của giới trẻ về cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Một ví dụ cụ thể là nhiều nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới LGBTQ, nhưng lại tôn sùng Che Guevara, một nhân vật cộng sản được cho là kỳ thị người da đen và người đồng tính. Có nhiều lý do đằng sau việc giới trẻ có thiện cảm với cộng sản. Một phần là do hệ thống giáo dục quá tập trung vào giảng dạy lý thuyết mà không tập trung vào những hậu quả thực tế trong lịch sử. Số người chết do ý thức hệ cộng sản gây ra. Buổi thảo đề cập đến con số 100 triệu người chết bởi cộng sản, chiếm phần lớn là ở Trung Quốc, gồm 65 triệu nạn nhân. Ngoài số nạn nhân khổng lồ kể trên, các diễn giả tại hội thảo còn nói, ý thức hệ cộng sản vẫn đang tiếp tục tàn phá các nước như Cuba, đặc biệt là Venezuela, nơi người dân đang sống trong cảnh thiếu đói trầm trọng và lạm phát phi mã chỉ vì giới lãnh đạo độc tài muốn theo đuổi lý thuyết cộng sản. Tôi nghĩ nhiều người trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Venezuela. Theo lời vị giám đốc điều hành Quỹ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, các nước theo chế độ Cộng sản khác như Trung Quốc hay Việt Nam bằng cách áp dụng lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tư bản đã đạt được những tiến bộ về kinh tế, nhưng về cơ bản vẫn là những quốc gia độc tài do Đảng Cộng sản lãnh đạo và sự phát triển về kinh tế kỹ thuật không đồng nghĩa với việc quyền tự do dành cho người dân tại các quốc gia này được mở rộng. Không có chỉ dấu rõ ràng nào cho thấy sự phát triển của mạng xã hội và công nghệ truyền thông có thể mang đến một xã hội cởi mở hơn. Cho tới thời điểm này, chúng được nhà nước độc tài sử dụng để tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội. Rất không may là Đảng Cộng sản ngày càng trở nên khôn ngoan hơn. Cho tới thời điểm này, trên thế giới chỉ còn lại 5 quốc gia chính thức tuyên bố theo đuổi chủ nghĩa cộng sản, đó là Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Lào và Việt Nam.